Chiến thắng Liquid số 6. Đây là chắc là vô vòng bảng rồi này. Họ là đại diện của chúng ta tại Mid Season Invitational 2018. Đó là EVOS. Hey, chào mọi người, mình là Khoa đây. Và ngày hôm nay là ngày 11, thì đây là ngày thi đấu đầu tiên của đội EVOS ở vòng bảng. Hiện tại thì mình đang ở khách sạn sáng. Ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ là một ngày khá là thú vị, bởi vì chúng ta sẽ có cuộc tái ngộ với Flashwood sau một chuỗi trend với kết quả là luôn ngay trận đầu không biết rồi đó, 8 chùy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một trận đấu nữa với Team Liquid. Thì mình nghĩ nếu như ngày hôm nay chúng ta có được ít nhất là một trận thắng thì sẽ rất là tuyệt vời cho tất cả các bạn fan hâm mộ Việt Nam, cũng như là cho cái kết quả của đội EVOS nữa. Ngày đầu là gặp Flashwood với cả Team Liquid. Liquid LUL Liquid. Các bạn thấy phóng viên của Trung Quốc rất đông luôn, quá trời người luôn, nhiều khủng khiếp. Lúc mà đội đang chuẩn bị sẵn sàng cho trận bán đấu đầu tiên của mình ở vòng bảng, thành viên đang ngồi như vậy. Cái khúc này ấy, là gặp Flashwood là trước đó có trên với cả Flashwood là thua 0-10 luôn rồi. Thua 0-10 luôn, không thắng một trận nào trong lúc tập luyện á, không thắng một trận nào luôn. Rồi nó ngộp 10, 10 trận chứ không phải 8 luôn. Đúng rồi, đã set bia xong hết rồi. Bây giờ cũng chuẩn bị bắt đầu. Nè, EVOS. Nè, các bạn đang sẵn sàng. Các bạn đang sẵn sàng chuẩn bị để mà ra phòng chờ thi đấu. Cái giải hôm nay cũng đông. In the top lane, Hanabi. One more time for EVOS versus Flash Wolves. Trời ơi, cái đội hình của Flashwood lúc này đội hình nó mạnh. Rõ ràng có vẻ như là không đủ, bây giờ băng vào trụ luôn, chống chịu. Chống chịu thành công đến từ Stark và Zizin. Phước đang cố gắng đuổi theo. Có một tình huống di chuyển dung mạng thủy vực. Tấn công vào Mujin nhưng không được, bị trói Rofi. 20 phút thi đấu mà nó out 10.000. 20 phút thi đấu mà nó out 10.000 tiền. Siva. Anh ta ấn luôn thanh tẩy nhưng bị chiêu cuối. Chỉ số đây là 17-2. Và sau khi giả 8 trùy bây giờ thành 9 trùy, 0-9 rồi các bạn ơi. Không sao, cố gắng lên, chúng ta vẫn sẽ còn trận đấu tập trung Covid nữa. Và hy vọng ở trận đấu đó thì EVOS của chúng ta sẽ thể hiện được tốt hơn. Dù sao thì cũng phải công nhận là các cú quá mạnh đi. Thi đấu và Flashwood thể hiện sự vượt trội so với lại EVOS ở ván đấu đầu tiên ra quân từ cả hai đội play-in. Lúc này nó cái lái up nó mạnh lắm. Lúc này nó mạnh lắm. Ở
Cái gì động viên tụi nó nha. Rồi. Mà ấy động viên tụi nó nha. Nói nha, tinh thần quan trọng. Anh bảo là họ để khăn giấy ở chỗ bàn em được không? Game này sao? Số mũi hả? Mũi bò game là game này sao thua được còn thua. Lạnh vỡ là chính thì thua sao? Hả? Để nói alo lon kêu thêm nước cho em với. Ok, thêm nước cho nó. Hai nước. Ok, vậy dục cái đó. Gật đầu cái cho anh vui coi. Dự đoán coi. Giả nó hay là bị giả? Giả nó. Giả nó hả? Xả nó. Giả nó như là giả gạo. Lấy cái first win. Sao? Chị muốn ngủ. Chị muốn ngủ mà. Hôm nay sẽ thắng nhanh rồi mày ngủ. Thắng nhanh là về ngủ đúng không? Ok, được, hợp lý. Trận đấu tiếp theo sẽ là Team Liquid gặp EVOS. Lúc này ấy, là thua tụi Flash Wolf là hơi hoảng ấy, tại vì nếu mà tính các đội ấy nhờ, là nghĩ là tụi Flash Wolf nó cũng mạnh, nhưng mà cảm giác như các đội khác nó mạnh hơn ấy. Nhưng mà không, Flash Wolf nó mạnh lắm, Flash Wolf nó mạnh lắm, chắc nó chỉ thua Hàn Trung. Người game này thì đánh chiến hơn rồi. Stark là nhiều. Personal kill dành cho Stark trước cựu đương kim vô địch của thế giới Impact. Solo kill Impact luôn. Nhưng ta không sử dụng hóa dương hiệu triệu chứng. Và người combo better lao vào đến Rovi, hất tung thành công hai người. Slay thấp máu xoay dịch cho quả ống thoát đi thành công. Và đó là điểm cuộc thứ hai dành cho VCS. Tiếp tục sẽ có thêm hay chẳng, đó là pha nổ của Impact. Ole sẽ phải nằm xuống. 3 điểm ở gục dành cho EVOS. 20 giây nữa bộ tơ mới ra chiến thắng đã đây. Bây giờ thì lính đã vào rồi, hãy dương hiệu triệu được gọi đó clip không tắt biến. Chiến thắng đã dành cho EVOS, chiến thắng đầu tiên của EVOS tại MSI 2018. Xong rồi các bạn ơi, đúng rồi. Cái ván này ấy, thắng tụi nó là cảm giác như là cầm chọn là mình hơn thôi. Cầm chọn là mình hơn tụi nó, chứ không phải là khu vực Bắc Mỹ nó đi xuống. Nó dần đi xuống rồi, nó yếu. Lúc này là cái đội hình bọn Liquid là mạnh lắm ấy nhờ. Cái line up Liquid lúc này là hơi bị mạnh luôn á. Impact này, XPT này, Bobetter là Double Leap và Ole này. Cái lúc này hơi bị mạnh luôn á, không phải là yếu đâu. Cái chú thi xong rồi bạn ơi, vô mà không có thằng nào là cái chuối phi đâu. Vô tầm này thằng nào cũng mạnh hết á, thằng nào cũng như quái vật hết á, mạnh lắm. Which player you like most? Only boss. Ronovi. Thích Ronovi à? Chung là qua ngày đầu thì ngày hôm sau. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn Stark. Rồi, hello. Rồi sao rồi, giờ em cảm thấy như thế nào? Em nghĩ là ổn, bởi vì là dù trận một có thua thì cái màn trình diễn của em là vẫn là khá là ổn, khi mà không thua đường cũng như không thua thiệt quá nhiều và có tác dụng ở trong giao tranh tổng. Ừ. Nhưng mà ở trận đấu vừa rồi thì anh thấy là có rất nhiều lần mà mình có thể là mình làm tốt hơn á, nhưng mà mình vẫn mắc một số lỗi trong trận đấu gặp Liquid á, thì em cảm thấy như thế nào về những cái pha đó? Thì như em thì cũng thấy một số lỗi, nhưng phần lớn thì lỗi là do mọi người quá nôn nóng. Khi mà đạt tới ngưỡng chiến thắng thì kiểu cảm giác là mọi người sẽ đập nhanh hơn, nên mọi người không bình tĩnh. Bản thân em cũng như vậy, nên là dẫn tới một số sai lầm. Và em trong cái trận đấu này á thì em cái thằng Minh nó cũng đúng, cái khúc này á là kiểu Liquid cũng là một bọn mạnh nha,
là một đội rất là mạnh ấy, khi mà mình có lợi thế đó, kiểu mình đứng trước ngưỡng cửa chiến thắng rồi ấy, cho nên là cái trận đấy lỗi nhiều, là kiểu hấp tấp ấy, mình hay hấp tấp ấy, chứ không có giữ được bình tĩnh mà đánh từ từ slow ball được, mà kiểu vội vàng quá. Em đánh giá như thế nào về Liquid, nếu như mà gặp lại họ thì mình vẫn có thể áp đảo họ được như vậy hay không? Em nghĩ là về kỹ năng thì mình không có thua kém nhiều, nên nếu như mà mình có đủ lợi thế để có thể lăn cầu tuyết phán đấu như những vấn trước thì mình vẫn có thể chiến thắng. Vậy còn về mục tiêu, về các trận thắng thì tụi em đã có một cái con số nào cụ thể chưa? Thì nói mục tiêu thì vẫn là top 4 thôi, còn con số bao nhiêu cũng được. Mỗi ngày một trận thắng ha. Hy vọng là đừng có thua quá nhiều thôi. Hy vọng đừng có thua quá nhiều. Ba đánh á, anh chắc chắn luôn. Nếu làm em mà đánh tốt hơn nhá, mình thừa sức giết 2-3 thằng pha đó, xong mình phút thẳng lại bon luôn. Đi khăn cái đó rồi. Mình xong cái trụ boss là mình phải về ngay, mình còn ba đôn mà mình phải về ngay, mình triển khai đường khác chứ. Nhây nhây ở dưới boss để đến mức mà chết cả team xong rồi hết cả ba đôn nữa. Căng thế này. Chào các bạn, bây giờ như nãy mình nói thì mình tối về mình sẽ nói chuyện thêm với Quyền về cái ngày thi đấu hôm nay của đội. Thì bây giờ đang là 9 giờ tối bên đây mà trời đã sáng trưng vậy nè. Rồi, giờ mình sẽ ngồi đây để nói chuyện với ba. Rồi. Chào các bạn. Nãy giờ thì thật ra là gặp Quyền hồi nãy thì mặt Quyền cũng không có tươi gì đâu, nhờ có camera vô thì mặt tươi hơn được một chút. Rồi, như vậy thì không biết là Quốc thì mình cũng chuẩn bị khá là nhiều, nhưng mà mình không nghĩ là bên phần Hot Quốc lại đánh Scarlet, cho nên là bọn mình bị bất ngờ. Với Dương Đan thì Scarlet là một con tướng mà khắc chế hoàn toàn. Thì không, thật sự thì hôm nay Khoa cũng cảm thấy là Flashwood là họ thật sự thi đấu rất là tốt, tức là về mặt phong độ cũng như là cả về cái kỹ năng và cả cái lối chơi của họ thì cũng rất là kiểu rất là ăn ý và nó gần như là hoàn hảo. Thì mình có thể mình bỏ qua trận đấu đó, nhưng mà với trận đấu thứ hai, cái trận đấu mà mình gặp Team Liquid, thì thật ra là trận đấu đó là một trận đấu mà cũng không phải là quá tệ đối với đội tuyển Việt Nam, tức là mình có chiến thắng. Nhưng mà khi mà ở cái phía sau cánh gà thì Khoa thấy là Quyền cảm giác là không hài lòng, và tức là cũng có rất nhiều những cái suy nghĩ. Thì không biết là Quyền có thể chia sẻ với các bạn khán giả được không, là mình còn những cái trăn trở, những cái suy nghĩ như thế nào? Thì tuy là bọn mình đã giành chiến thắng trước Liquid, nhưng mà theo mình đánh giá thì có vẻ như là trận đó thì có vấn đề nào đấy của team Liquid mà mình không giải thích được. Cũng có thể là do về họ gặp trục trặc về giao tiếp. Những pha mà dịch chuyển nhưng mà lại hủy đi của Impact đó, cũng dẫn đến sai lầm rất là lớn để mà cầm chọn đó. Ông nói thiếu cái phần cầm chọn, có được một lợi thế lớn. Cầm chọn là lúc này là đội mình cầm chọn hay đó. Thì theo cá nhân của mình nhá, thì mình cảm thấy là đẹp trai mà chưa hài lòng những gì ở các đầu kết nói hơi bấp bấp, và hài lòng nhất là hơi lùng khùng. Hài lòng đi thì cái vốt vẫn còn quá gọi là say máu khi mà những giao tranh mà mình có được lợi thế thì vẫn còn rất là say máu, muốn truy sát đội bạn đến cùng. Tức là kiểu mình hừng quá đúng không, mình bị hừng quá, vẫn còn hừng quá, cần bình tĩnh lại để ăn được mục tiêu lớn hơn là cố gắng truy sát đội bạn. Sao lúc này nhìn dám thế nhở? Là mình hay bị vượt mất những cái mà mình vừa làm được cái lợi thế vừa xong. Mình giao tranh mình giết được một mạng hay là hai mạng gì đó thì mình lại cố truy sát thêm để kiếm được thêm điểm hạ gục, nhưng mà
chính vì mình quá ham như thế thì mình lại quên mất lấy đi những mục tiêu lớn. Còn cái hài lòng là bọn mình khởi động trận đấu rất là tốt khi mà bọn mình chọn là Giác đi rừng quân bài để khắc chế Zihin rất là tốt thì lại được khá là thoải mái. Mình nghĩ là bọn mình hài lòng vì đã né được chăn đồ của bên đối phương. Chăn đồ là không xông lăng người quá. Và cái sự combat ăn ý nữa. Cũng là trận đấu đó thì mình thấy là nhiều những tình huống combat khá là đẹp mắt. Thì nói chung là kết quả ngày hôm nay chăn là chăn đồ là không xâm lăng, có giác thì là do bên chăn đồ dở thôi chứ đâu phải là mình hay. Ngày mai thì có thể sẽ là ngày nó nặng đô hơn khi mà có những cái trận đấu cũng rất là căng thẳng. Nhưng mà Phát cũng hy vọng là đội sẽ kiểu như là giữ được cái tinh thần, và đặc biệt là kiểu các bạn trong đội thì mình đã thấy qua những cái vlog rồi, tức là các bạn rất là gắn bó với nhau, thành ra đó cũng là một cái điểm mà mình nghĩ là giúp cho đội mình có cái sự tự tin hơn. Và thật ra thì dù như bản thân Khoan hay là Lu hay là những anh em trong đoàn hay là cả Quyền nữa thì cũng rất là đều rất là lúc nào cũng muốn làm sao cho các bạn thoải mái nhất để mà các bạn có thể thi đấu thật tốt, đúng không? Ngày mai thì bọn mình sẽ gặp hai đối thủ rất là mạnh, đấy là King Zone với cả ANG. Thì King Zone với cả ANG hy vọng là bọn mình sẽ gạt dò được một trận trước hai đối thủ lớn này. Ok rồi, hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ có một ngày thi đấu thật là tốt. Và bây giờ thì chúc Quyền ngủ ngon và mọi người giữ sức khỏe thật là tốt nha. Rồi, tạm biệt.